Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em và các bạn thân mến. Hôm nay là chiều thứ năm, 15 tây tháng 11, hơn 3 giờ rồi. Chào cả. Thằng cá bữa nay thấy thương dễ sợ. Trời mùa đông xuống rồi, nó nước nó trong lại. Mang cái này con nào con lấy nó bự. Bự nhìn thấy mê mắt luôn. Cuộc sống không có gì vui nhất là khi mình nhìn thấy cá nó bơi. Không à, chị Phượng. Trời mùa đông bên này bắt đầu cây nó héo, nó chết dần dần. Cái bầu, cái bí. Bắt đầu nó héo. Lạnh quá. Trời lúc này bắt đầu lạnh. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Hôm nay là mình sẽ chia sẻ với anh chị em các bạn về vấn đề mà hạ tầng cơ sở. Mình tiếp tục để thấy bà con ở đây đường xá nó hư quá, người ta phải tự sửa lại. Anh chị em các bạn biết ở bên Mỹ mà, chính phủ nó không bao giờ mà nó ra đó nó xây đường xây xá cho mình đi đâu. Mình phải đóng thế vào thì nó mới làm. Để mình lái xe ở đây mình cho anh chị em các bạn xem, thấy rằng những cái hạ tầng cơ sở chứ không phải giống như những người Việt mình, một cái thành phần mấy cái đám mà dân chủ cội có lên mạng nó tiên truyền là ở bên Mỹ cái gì chính phủ nó cũng phải lo hết, không có vậy đâu anh chị các bạn biết mà. Nếu không có những người khác đóng vào thì thằng Mỹ nó lấy tiền đâu mà nó làm, các bạn nghĩ đi. Những cái đồng thuế nó đóng rất là nhiều để đặng mà nó làm những cái ích lợi xã hội. Còn dân Việt Nam mình ở trong nước các bạn thấy đâu có đóng giữ thần ông địa vậy. Thành ra mình không thể nào đòi hỏi cái chính phủ phải làm hết cái này hết cái nọ cho mình được. Các bạn biết ở những cái đất mà gọi là dân chủ hay là những cái nơi xứ mà gọi là tư bản, các bạn thấy đường xá nó hư, đường đất, các bạn thấy đường đất chưa? Ở dưới kia hồi nãy cái nhà anh kia nó tự động nó xách cái máy cài ra nó cài lại, tại vì mà nó không cài á thì nó sẽ nhảy như xe ngựa vậy, các bạn biết đó. Nó mưa đó nó xoáy, tại mình ở trên cao mà nó chảy mà, các bạn biết nó xoáy xuống thì nó hư hết. Thành ra nhà ở đây phần nhiều á người ta có chiếc máy cài. Họ có chiếc máy cài rồi tự động họ kéo. Họ kéo cái đặng mà họ sửa con đường đặng họ đi. Còn mình không kéo á thì nó nhảy như xe ngựa. Nhưng mà nhà của Lệ Minh thì nói chung là hồi xưa cái đường kia mình làm rồi. Mình đi ra đó, ngoài kia đi chút thì cũng đụng đường nhựa rồi. Cái khu này á, khu này dưới này có mấy người này nó ở nó đi nhiều hơn. Ít khi nào mà mình đi mấy khu dưới này đó. Anh chị em các bạn biết khi nào mình đi các bạn thấy nè. <Nước mỉ này. cười> Tiền nào của nấy nha. Các bạn thấy đường xá đồ ở bên này, cái cuộc sống ở bên này không phải cái gì chính phủ cũng làm cho mình hết đâu, ý là cũng đóng thế dữ lắm đó nha. Nhưng mà về vấn đề hạ tầng cơ sở thì mình chưa có đóng đủ. Có nghĩa là cái vùng đất ở đây á, nó thuộc về quận, mà nó mới lên thành phố đây thôi, nó mới nhập vô thành phố. Và cái thành phố này thì nó còn nghèo. Cái thành phố này về khả năng của nó xây dựng hạ tầng cơ sở thì nó chưa có thu được nhiều thế. Anh chị em các bạn biết nó chưa có thu được nhiều cái thế hơn. Anh chị em các bạn biết đường xá. Cái này là mình phải tự làm hết, chứ không có ông chính phủ nào giống như Việt Nam mà dân mình đi vô trong rừng trong rú
rồi sống rải rác đây vài ba hộ rồi bên kia, rồi những cái mùa mà nước mà mùa mưa rồi lũ rồi về đó, rồi về đó là phải rồi băng dây băng cầu kéo qua, bắt đầu quay phim chụp hình lên mạng rồi đưa lên rồi bảo rằng là sao ông chính phủ không lo cho tôi. Các bạn thấy nhà nước Việt Nam mình, ở bên Việt Nam đó, những cái người mà dân tộc thiểu số đó, được nhà nước cho họ rất là nhiều. Mình về bển mình sống mình biết mà, các bạn biết cấp đất cho họ, xây nhà cho họ luôn, họ ở cấp gạo rồi để đặng cho họ sống với lại người Kinh đó. Mà thời gian cái họ quen ở trên rừng rồi họ cũng về lại trên rừng họ ở. Các bạn thấy đó, mình dừng xe để cho các bạn xem đó. Những cái ngày mà mưa lớn á, đường đó các bạn thấy không, những con đường như vậy á là dân mình tự làm không à anh chị em các bạn, không có một chính phủ nào mà nó làm hết. Các bạn thấy mưa lớn nó xoáy, nếu mà không cào riết á là nó bể. Các bạn thấy nó xoáy không, những ngày mà năm tháng này nó xoáy riết mà xuống cái lỗ bự vậy nè. Nhiều khi tối mà xe mà chạy mà mình quên á, mình nhảy là mình rớt xuống là bể xe lại, mình bị hết lần quên. Tại hồi xưa nó có con đường bên này đi, vì sao này nó xoáy biết rồi bể hết rồi, hư nặng nề quá, cho nên cái người ta làm con đường lại, cái người dân ở đây họ tự làm lại. Mình ở đây cái mình phụ nhau mua mấy cái mà nó gọi là asphalt rồi, mấy cái đường trắng nhựa mà chính phủ á nó chá mấy con đường như vậy nè, nó sửa. Các bạn, đây là đường chính, đường này là người ta đóng thuế đủ rồi cho nên nó xây, với lại nhóm lợi ích của mấy cái thằng mà cất nhà trong kia, các bạn biết cái nhóm lợi ích của nó cất bất động sản trong kia cho nên nó xây lên để đặng nó vô đó, nó cất nhà trong đó, nó mở cái khu đô thị trong đó để đặng mà cho người ta đi vô, người ta mới mua nhà cho nó. Chào bác Loan, người ta mới mua nhà cho nó, cho nên nó sửa, cho nên nó làm đường. Còn đường dân sự nữa, anh chị các bạn thấy không, cái này gọi là đường dân sự, bên Việt Nam mình gọi là đường nội bộ á. Các bạn biết nó gọi là đường nội bộ. Mình lên đây mình cho anh chị các bạn xem, mình sẽ thấy cái đời sống ở bên Mỹ nó không phải giống như nhiều người tụi chống cộng cực đoan nó cho ăn cái bánh vẽ đâu. Không phải gì đâu anh chị các bạn ơi. Tôi ở ngoài đây cũng gần 20 năm rồi đó. Các bạn biết hồi xưa kìa, đường á, mưa mà lớn á, từ đó tôi có chiếc máy cài, mình tự cài lấy rồi đường. Bây giờ ta ở đông rồi, rồi đá đổ nó chạy nhiều rồi, nó dầm con đường xuống á, cho nên bây giờ nó đỡ, cho nên mình không có cài nữa. Mấy người dân bên kia họ cài, tại họ đi nhiều hơn. Với lại mình ở gần cái tuyến đường kia, thì cái đường trắng nhựa nó gần hơn. Như anh chị em các bạn thấy như cái nhà này đó, nó cất cái nhà này nè. Mưa xoáy nó hư đường rồi, nó đâu có đi vô được nữa đâu. Nó phải kiếm nó chẻ con đường qua bên kia nó đi. Đây anh chị em các bạn thấy không? Đây. Nó đâu có đi vô được nổi nữa đâu. Cái này là hồi xưa nó đi, nó nhờ cổng này nó đi vô rồi. Anh chị em các bạn thấy không? Đấy. Đó. Đây hồi xưa là cái cổng chánh nó đi vô, bây giờ nó đi vô không được nữa. Nhiều khi nó tối đi về nó sợ á, nó sợ mà nó bước xuống đây là bể đầu xe thôi. Các bạn thấy khủng khiếp không? Nước ở đây mà nó chảy tới mùa mưa đó, mình ở trên này nó gọi là đồi mà, nó đổ xuống như thác vậy, nó đổ xuống mấy cái wash, mấy cái canal gì nè, mấy cái kinh. Anh chị em thấy không? Mà ngoài đây á, thì đường trắng nhựa, đường bên kia đó, cái khu bên đó đó là cái khu nhà dân sự của bọn tài phiệt, nó mấy cái tụi mà developer, cái nhóm lợi ích của nó vô đó, cái ông chính phủ ưu đãi cho nó, cho nó mở mấy cái vùng đất đó ra, rồi nó develop, nó đưa hạ tầng cơ sở lên, nó làm lên hết. Các bạn biết nó khôn lắm, nó làm lên hết, nhưng mà nó tính vô rồi, nó bán cái nhà là nó tính vô trong đó hết rồi, rồi nó mới giao lại cho ông chính phủ lấy thế. Các bạn thấy nó cáo già kia không? Chứ đâu phải ông chính phủ cái gì cũng lo cho dân đâu, không có chuyện đó đâu. Bất dẫn đi cưng, anh chị em các bạn thấy không?
đấy, rồi tôi sẽ chạy qua bên này cho anh chị các bạn xem cái khu mà dân sự, một cái khu mà tụi mà tư bản nó được chính phủ ưu đãi cho nó, để nó vô đó nó mở rộng cái đô thị lên để các bạn thấy. Đi lấy thơ, các bạn thấy hộp thơ bên đây nó không có để trước nhà, nó an ninh đó. Nhưng để an ninh mà nó để hộp thơ như vậy để mình ra mình lấy cái chìa khóa như vậy là phải trả 9 đồng cái, các bạn biết tôi nhớ gì đó. Ở bên Mỹ rồi nó không có cái gì mà cho phi hết đó, 9 đồng cái. Anh chị các bạn thấy đời sống của anh Mỹ này, nó không phải giống như mấy tụi mà chống cộng cực đoan trên này, nó vẽ cái bánh bẹt, các bạn thấy không? Đấy, đây là những như là những cái con đường mà người ta đi vô nhà người ta đó, nó bị như vậy là mình phải tự cài, tự kéo, tự cuốc lên hết, để họ phải tự sửa lên hết, phải tự đặt ống cống, các bạn thấy không? Phải tự đặt ống cống, tự xới làm lại. Đấy, tại cái khu bên này là giống như là dân họ ra đây họ ở, họ thích đất đai ở đây. Tại ở đây khi nhiều người họ thích, họ nuôi ngựa, họ chiều cái họ cởi ngựa họ đi chơi, Mỹ nó thích lắm. Như vậy đó, anh chị em các bạn thấy đó. Cái khu bên này là cái khu gọi là khu dân sự tư nhân, là mảnh ai nó vô đó mua cứ mẫu đất gì đó rồi cất nhà lên, rồi xin phép rồi cất nhà lên. Đường xá, hạ tầng, cơ sở điện nước là mày tự làm hết. Làm xong rồi ông chính phủ ông chỉ ngồi đó ông lụm thế rồi, ông lấy thế rồi. Ông đánh thế theo cái chu vi cái nhà. Ví dụ mình xây cái nhà 5.000, 7.000 square foot, là bên này nó kêu square foot, bên Việt Nam là mét vuông, là mét đó. Đó, là nó tính thế, nó tính thế tới vậy đó. Các bạn thấy không, một trời một vực. Còn xong cái đó, cái khu bên này, cái khu bên này là cái khu gọi là nó có cái tội giống như cái bọn tập đoàn mà tập đoàn thầu khoáng của nó. Cái gô đó hồi xưa đất giống như bên này nè, bắt đầu nó vô nó đào xới, nó đưa hạ tầng cơ sở, nó đưa điện, đưa nước, điện thoại, internet đồ vô, nó đưa hết vào. Mình vô là coi như là mình có hết, cho nên mình phải đóng cái lệ phí. Anh chị em các bạn thấy không, phải đóng cái lệ phí. Bên này với bên này một trời một vực khác nhau, tại bên đây nó gọi là thuộc về tư nhân dân sự, thành ra ông chính phủ đâu có làm đường đâu, các bạn thấy đường đất không à, còn muốn đường trắng nhựa thì ngồi đó mơ đi cưng. Ví dụ như đợi một thời gian lâu, dân cư trong đây họ cất nhà lên hết á, các bạn biết khi nào mà họ cất lên hết bao nhiêu, ví dụ như là 50 mẫu hoặc là 50 cái lô đó là người ta cất nhà lên hết, thì ông chính phủ ổng lấy thế đó, ổng lấy hết 50 nhà đó rồi ổng vô ổng mới xây đường lên cho đi. Còn bên đây á là tụi thầu khoáng bên này là nó được nhà nước chính phủ Mỹ ưu đãi cho nó, rồi nó vô nó khai thác, nó đưa lên rồi bắt đầu nó bán nhà bán cửa đó, rồi người ta mua người ta đóng thế, rồi đóng những cái tiền mà gọi là bảo trì từ những cái cây hàng rào gạch đồ cỏ đồ mé bên ngoài, cái mé bên ngoài chu vi của cái nhà của mình đó, ở ngoài lề nó gọi là khu công cộng đó, là mình phải đóng cái tiền lệ phí. Các bạn biết tiền lệ phí đó, một tháng mấy khu như vậy rẻ cũng khoảng 60-70 cho đến 150, có những khu sang trọng hơn nữa thì 300-300. Những khu đó, nó có hồ bơi, nó có sân tennis công cộng đấy. Rồi cỏ rồi ở ngoài vậy nè, nó cắt cây đồ nó tỉa, đường xá rồi đâu rồi đó, internet wifi mạnh lắm, nó có khế bồ dây cáp đồ đầy đủ hết, các bạn thấy không? Đấy, hạ tầng cơ sở. Một bên đây là dân sự, còn bên đây cũng là dân sự, nhưng mà nó khác nhau bởi vì thằng này nó làm hết rồi, nó đóng thế cho chính phủ rồi. Các bạn thấy không, đời sống ở bên Mỹ mà không có thằng chính phủ nào mà ở bên Mỹ này, thằng chính quyền nào mà nó làm sẵn cho dân hết trơn á. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha, nó không có làm sẵn là ngồi đó rồi vô đó giống như mấy cái tụi bao que xỏ lá chống cộng cực đoan lên mạng, ô tao qua Mỹ tao được chính phủ lo thế này nọ, tại vì nó sống ở trong những cái khu thành phố thị trấn người ta đã làm sẵn hết rồi, người ta đã làm sẵn, những người trước họ đi trước rồi, họ đóng thế,
họ làm đủ mọi thứ hết rồi. Anh chị em các bạn thấy đó, họ đóng thế và mình chỉ vô đó mình ở tiếp thôi, mình vô đó mình mua lại thôi và mình đóng những cái thế đó. Các bạn thấy cái khu bên này đó, ngày xưa nó là đất chống quan du như bên này nè, nó là đất, cái vùng đất chống quan du, không phải quan du nha, đất để có chủ hết đó, tiền không á. Giống như mấy thằng ngày xưa nó đi ra, nó ra nó mua đất nó làm nông nghiệp, mấy thằng này nó làm nông nghiệp, nó mở những cái sân chơi của nó hay là những cái gì nhu cầu của nó đấy, nó mở rồi bây giờ đô thị phát triển lên đó, là mấy cái tụi giống như tụi thầu khoáng ở bên này nó vô nó mua, nó lập khu đô thị. Anh chị em các bạn thấy không, cái khu bên này đất là tiền không á, tại vì mấy thằng bên này nó phát triển rồi thì nó sẽ nhìn ngó thằng bên này, nó sẽ nhìn ngó qua thằng bên này đấy, bắt đầu đất bên này đụng vô là bắt đầu là nó xới lên, nó bơi lên, nó mua. Nói chung là giá thì các bạn biết, một mẫu vậy, một mẫu đất vậy nó cất cả chục cái nhà lên trên đó, thì các bạn nghĩ đi, mang nó cắt một cả chục cái nhà như vậy đi, mỗi ông chính phủ ông lấy một cái nhà như vậy đi, các bạn nghĩ đi, mỗi một năm vậy đó, cái nhà như vậy đó, tôi nói là giá trung bình gì cũng khoảng từ 2.000 cho tới 3.500, mà các bạn nghĩ đi, một chục cái nhà ông chính phủ ông lấy biết bao nhiêu tiền rồi. Các bạn nhìn thấy cái khu đô thị không đấy, rõ ràng đâu ở đó nó có chị, nó có đường dây cáp qua, nó những cái đường truyền mà về internet đồ cũng mạnh nữa đấy. Rồi mình vô là mình phải đóng cái lệ phí đó, mình đóng cái lệ phí tiền đường tiền gì nè, nó làm đâu qua đó lắm, nó làm bài bản lắm, nó làm rất là bài bản. Anh chị các bạn thấy rồi, người ta vô người ta mua xong rồi đóng thế lên, rồi mình phải chi phí cái này chi phí cái kia, và cuộc sống của mình bắt đầu mình phải làm chết mẹ luôn, nó đúng là vậy. Làm chết mẹ luôn, rồi lên mạng rồi cái nổ đấy, các bạn thấy không, đường xá đâu có nứt đâu, đường xá nó làm đâu qua đó hết, nứt là bắt đầu nó sửa liền, tại vì nó lấy thế người ta quá chừng mà các bạn nghĩ đi, nó đâu có để nứt á, là dân ở đây người ta kêu riêu, tại vì tụi tôi nó người ta đóng thế quá nhiều trong đó rồi mà không được hưởng những cái mà đâu qua đó, họ la làng lên, các bạn thấy không, nó làm những cái phò, cái công viên nó làm bài bản lắm, nó những cái công viên như vậy nè, những cái công viên như Mỹ nó hay cái là tụi nó cất nhà đó, các bạn biết nó làm những cái công viên gì để nó thoát nước khi mà mưa lớn đó, lũ là nước nó tràn về đó, thay vì nó tràn qua nhà dân nó tràn về đó rằng nó rút nước. Tôi không muốn chạy sâu vô, chạy nó lòng vòng lắm để anh chị em các bạn thấy, nó chỉ một trời một vực thôi, đường xá nhà cửa các bạn thấy đâu ra đó. Đó mỗi cái gì đó mà các bạn biết đó, là phải cây cỏ như vậy nè đấy, là tụi ở đây đó, tụi nó có một cái tụi nó dọn dẹp, nó cắt nó tưới là mình phải đóng tiền hàng tháng đó. Các bạn thấy được những cái sân mà đẹp như vậy đó là phải đóng tiền hàng tháng, nó gọi là tiền home owner association, bên Việt Nam mình gọi là tiền, giống như các bạn ở trong mấy cái khu căn hộ, mấy cái khu mà Phú Mỹ Hưng đồ đó, là các bạn phải đóng cái tiền bảo quản cái khu đô thị đó, đâu phải giỡn đâu màng ơi. Không phải giống như mấy thằng chống cộng cực đoan bên Mỹ nó lên qua Mỹ sướng thế này thế nọ, nó làm chết mẹ nó luôn, nó cài má nó nhìn không ra, nó cài tuần lễ mấy ngày tuần làm chết bà cố luôn. Các bạn thấy không, cái khu đó một trời một vực, bên đây là đất nhà cửa đã được xây tươm tớp, tối đèn đèn mấy cái chỗ để người ta đi thể thao thể dục đồ, có đèn cháy đồ, cột đèn đường đồ, nó làm đèn đường rồi, mà đâu phải cái mỗi cái đèn vậy là tự nhiên là ông chính phủ ông ra ông làm cho mình đâu, là mình phải đóng tiền vô á. Mấy cái khu vậy là mình phải đóng tiền. Các bạn thấy không, bên kia là có như nhà ai nấy cất, nhà ai nấy làm đường xá hạ tầng cơ sở tự mình làm đấy. Chừng nào mà mình như tôi đã nói đó, mình ở đầy đủ hết thì ông chính phủ ông mới vô đó, ông lấy thế hết rồi, ông lấy thế đều hết rồi thì ông ra ông làm cho mình đi, rằng mình đóng thế, ông sẽ tăng thế lên, chứ ông cũng có làm cho mình không nữa, là ông tăng tiền thế bất động sản lên, các bạn thấy không?
tiền nào của nấy. Thì ở Việt Nam các bạn thấy những cái vùng sâu vùng xa, những cái nơi mà đất của người dân mà họ sống ở xa đồ, họ đi không lẽ nhà nước mình phải đi theo để đặng mà xây hạ tầng cơ sở cho họ. Bớt giỡn đi các bạn nói chuyện, bởi vì nhiều khi tôi thấy mỗi khi thành phố, mỗi đô thị ở Việt Nam, những đô thị thành phố nào phát triển thì người ta xây công viên, người ta xây tượng đài, xây những cái nơi này nơi nọ, nhất là tượng đài để tưởng nhớ đến những người công ơn của những người đã hy sinh nằm xuống, để con cháu nó hiểu biết được, nó có được cái chỗ chơi, cái nơi sinh hoạt, cái nơi cộng đồng đó. Nhiều khi các thấy ra bỏ tiền ra cả ngàn tỷ, nhưng mà các bạn thấy để cải thiện được đời sống và nếp sống văn minh đô thị của một cái đất nước phát triển, còn mình là người dân mình phải chịu khó lo làm ăn, nhà nước tạo cơ hội rồi. Các bạn nghĩ là xây một cái tượng đài hay một cái công viên nó cũng mang tính cách gọi là văn hóa, nét đặc thù của văn hóa của một cái đất nước, con người Việt Nam. Có nhiều lúc các bạn thấy những cái thành phần dân mình đó, rồi nhảy lên rồi bức xúc, rồi mấy cái đám chống cộng cực đoan nhảy vô rồi hôi của ăn ké, rồi cái nhảy vô Việt Nam, nhà nước Việt Nam không lo cho dân, nhà nước tạo công ăn việc làm, đi tìm đối tác tạo công ăn việc làm cho mình mà mình không chịu làm, mà mình chê mình không chịu làm, mình muốn kiếm cái chớp cái việc làm ngon hơn không à. Mà trong khi đó cái trình độ khả năng kiến thức của mình là không có, cái tay nghề cũng không có, các bạn thấy không, mà mình đòi làm những cái chớp mà gọi là trên ngồi trên cao mà thấy người khác làm thì bắt đầu chỉ trích, chỉ tay năm ngón, mà họ làm sai cái là bắt đầu ngồi đó bươi móc ra rồi lên mạng vạch áo cho người ta xem lưng. Khinh, tôi rất là khinh, tôi nói anh chị các bạn, tôi rất là khinh, tôi khinh những hạng người như vậy. Cái xã hội nào cũng vậy, mình phải biết phấn đấu lên. Thằng tư bản nó chỉ có cái khôn nó là gì, nó có tiền nó bỏ ra, nó bị dân được đó. Nó ra đó nó làm, các bạn thấy không, cái luật pháp và tổ chính trị của Mỹ nó làm gì, cái nhóm lợi ích của nó, quyền lợi của nó. Các bạn thấy những con đường xá đường như vậy đó, là những con đường chính như vậy đó, là bắt buộc thằng chính phủ nó phải làm rồi. Tại vì nó làm như vậy thì nó để đặng nó mở mang những cái khu đô thị bên trong kia. Nó không làm như vậy làm sao mà nó mở mang được những khu đô thị, làm sao mà mấy cái thằng tư bản nó vô kia nó mở đô thị mà người ta đi vô. Nó cũng khôn lắm, nó tính hết trơn rồi. Rồi xong mấy thằng kia lấy thế rồi đây nó hưởng thôi, nó có quà có lợi, nó có bên này bên nọ hết trơn, nó bù bên này nó đắp bên nọ. Chứ nó đâu có tự nhiên ra làm con đường chắc nhựa bằng phẳng gì cho mình đi, cho người này người kia đi đâu. Các bạn thấy nghĩ đi, một con đường như vậy á là tiền đóng thuế xe cộ đủ mọi thứ đó. Ngay cả tôi, các bạn thấy không, chả có 7 đồng tiền điện, mà điện là nhà không có xài đó, chỉ để vậy thôi đó, mà mỗi tháng trả hơn 7 đô tiền điện, mà trong khi đó đóng đủ thứ cái phí trong đó, tiền này tiền nọ lên 51 đô. Các bạn nghĩ đi. Ở Mỹ mà. Rồi bây giờ tôi nói các bạn, bây giờ mà các bạn không trả cái bill điện đó đi, nói tôi xài có 7 đồng mà tại sao giờ bắt tôi phải trả 51 đồng. Nói no, cái luật pháp đó đã, cái phương pháp, cái quy trình của nó như vậy đó, anh không có cãi trong đó. Bây giờ nhà nước mình làm vậy đi, dân mình xuống nó làng rồi, trời ơi, nhà nước Việt Nam ác với dân, hèn với giặc, các bạn thấy không. Nó bởi vì nhiều khi mình thấy rất là đau lòng, mình chỉ thấy buồn là những người mà được thừa hưởng cái cuộc sống hạnh phúc trong đất nước mà họ cứ đòi thêm không. Tôi phải nói là rất khâm phục cái những người mà lãnh đạo đất nước. Tôi càng nhìn thấy quê hương đất nước của mình, tôi càng thương họ nhiều hơn. Cho nên tôi phải quyết tâm vạch mặt những cái đám chống cộng cực đoan ô hợp, để góp bàn tay nhỏ bé của mình với bác và đảng để cùng nhau xây dựng đất nước ngày một tốt hơn. Cha anh của chúng ta đã nằm xuống và đổ máu quá nhiều rồi, các bạn thấy không? Đã nhìn thấy biết bao nhiêu người đã hy sinh nằm xuống. Bây giờ mình không thể nào mình có được cái cuộc sống tốt như ngày hôm nay. Mình không thể nào khoanh tay ngồi đó đứng nhìn mấy cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp nó lên mạng, nó bài lắm trò tổ cha chúng nó,
nói tới mấy cái đám này là muốn chửi. Tôi nói thiệt á. Tự nhiên nói tới mấy cái đám mà trong cộng cực đoan cái thành phần bao que số lá ô hợp là tôi muốn chửi nó, tôi muốn đào mòn nó lên rồi. Tôi cực đoan gì cái chỗ này cũng khiếu. Nói tới cái tụi này là tôi nổi máu điên lên. Nó ác giả man. Của bạn biết nó ác lắm các bạn ơi. Bên ngoài giao bộ nó làm giống như nhân đạo rồi, nó ác lắm. Mày nghe. Có lần hồi lúc trước tôi biết cái ông này ông tên là Lộc á. Ông hồi xưa cũng là cảnh sát. Các bạn biết ông kể mà ông bắt được người cách mạng của mình á. Ông mổ bụng ông ăn gan ăn mật á. Ôi mẹ, nghe ông kể mà tôi gùng người luôn. Ông chết rồi. Vì sao này ông về Việt Nam tôi hỏi chú về vậy chú có sợ không? Ông nói chú có đến nhà người đó chú xin lỗi. Chú cho tiền. Các bạn thấy ông đó cuối cuộc đời ông cũng chết thê thảm. Hồi đó ông cũng phái tôi tại tôi nói chuyện với ông nhiều khi mình cũng cởi mở đó, đúng không? Hồi đó mấy người ở đây họ đâu có biết tôi. Tôi là không thích họ nhưng mà mình để trong lòng thôi, mình không có chống đối họ ở thế mạnh mà. Mình cô hơn độc cô thân độc mã mà. Mình còn lúc đó mình còn giống như làm ăn còn phải học hành, còn phải lo toan đủ mọi thứ hết. Bây giờ là lại mình chơi nói tới bến luôn, đéo sợ mà. Bây giờ mình ổn định cuộc sống rồi mình đâu có sợ tụi nó nữa. Ngày xưa mình lần nào cập nấy thôi. Cái gì nó cũng có thời có lúc. Tụi nó khốn nạn lắm anh chị em các bạn. Tôi nói tới anh chị các bạn. Đừng có ngồi đó mà trông chờ mấy cái đám mà bao que sổ lá ô hợp chống cộng của mình. Nhiều thằng lên trên này mà xào xạo kiểu mà đừng nói bao que là hồi tôi nổi máu điên lên là tôi chửi tan nát. Các bạn biết hồi đó nó ác lắm, nó giết tôi bao nhiêu lần nó giết không được. Công nhận ông trời cũng thương tôi thì sợ. Nhiều lúc tôi suy nghĩ là tôi gùng người luôn á anh chị em các bạn biết. Mình thân một mình cô đơn độc mã, mẹ nó mình còn nhỏ, mình đâu biết mẹ nào nhỏ lớn mình sống, cha mẹ mình đâu có ra đời đâu, mình gành mà nó ăn hiếp. Các bạn biết nó hại đủ cách đủ kiểu hết mà sao mình không chết nha. Ngộ ghê luôn á. Nhiều lúc mình suy nghĩ là ngồi nổi cả da người lên đó chứ. Các bạn biết tụi nó ác lắm, nó khốn nạn lắm các bạn. Mẹ nhớ tới đâu là hận tới đó. Bây giờ mình nhớ tới tụi nó tới đâu mình hận tới đó. Nhiều khi ngồi suy nghĩ, các bạn biết suy nghĩ lại những cái thời gian đó, nhiều khi mình không biết sao mình còn sống được tới ngày hôm nay chứ. Mình không hiểu luôn á. Mình xém chết mấy lần á chứ không phải giỡn đâu. Các bạn biết cái mạng của mình nó lớn dã man. Bởi vì giờ mình vẫn còn hận mấy thằng đây. Các bạn biết nó thật ra mình biết tụi nó ở Việt Nam chứ không phải biết. Mình có mép ba má mình. Mình nói ba mình nói thôi đi con, bỏ đi con. Ba mình nói thôi kệ bỏ đi con. Mình có kêu ba mình ra nói với nó, gia đình nó ác dễ sợ, khốn nạn. Mình có về Việt Nam gặp nó về mấy lần nữa. Mà thôi mình cũng bỏ, cái tự nhiên mình nói vậy thôi chứ. Cái gặp xong rồi cũng uống cà phê rồi thôi bỏ qua. Nó khốn nạn lắm. Vậy mà nó còn giả nhân giả nghĩa đó chứ. Mẹ kiếp. Mấy người bao que. Nói đến tụi nó là hồi nổi máu điên lên. Tụi nó mất dạy. Các bạn thấy bây giờ mấy cái thằng bao que mà chống cộng bên Mỹ, cái đám đào tục quần con đi xà rồi, toàn là cái đứa điên điên khùng khùng, dở hơi biết bơi. 10 thằng chống cộng cực đoan bên Mỹ hết 10 thằng, toàn là khùng khùng với điên điên tửng tửng. Bà nội cha nó không có ra cái ôm gì chứ. Các bạn mà nghe tụi nó mà chia sẻ hồi là nổi máu điên lên. Tại vì nó chia sẻ, nó nói trên trời không mà. Ai mà không tin, ai mà không hiểu á, không biết á, thì mới tưởng đâu là thiệt thôi. Nhưng thật sự là toàn là cái lũ ô hợp, không ra hồn vía gì, không ra gì. Bởi qua Mỹ nó cốc đầu như con chó á, cứ ngồi dạ thưa. Mẹ kiếp nó. Mỹ nó cốc đầu như con chó mà cứ dạ thưa,
nó thảy tiền ra, nó cho tiền, nó cho được tiền bo, nó cho được miếng tiền ăn cái dạ thưa. Lên mạng ở Mỹ sướng, ở Mỹ cái gì cũng có mẹ chuyện. Còn là lao động phổ thông, lao nô. Còn những người mà làm được ở trong những cái bộ máy chính phủ hay là những thành phần mà làm trong cái cơ chế của nước Mỹ, công ty lớn đâu vậy, người ta chấp hành luật pháp Mỹ đâu qua đó, người ta chấp hành những cái luật lệ kỷ cương phép phép nước đâu qua đó. Các bạn biết những người đó đó, tại họ sống trong cái môi trường của người Mỹ á, và những cái kỷ cương của nó các bạn biết đâu qua đó, làm việc cho Mỹ các bạn biết, nó một là một, hai là hai, chứ không có kiểu dạ dé dé. Các bạn nói chuyện với tụi Mỹ á, tiếng Việt của mình dạ 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 có nghĩa là mình ngoan cái gì, Mỹ không có đâu. Tại hồi đó tôi mình đó mới qua, mình đâu, tôi đâu có biết mẹ tiếng Anh gì đâu, mình phải đi học, mình đâu phải là dân đi vượt biên hay là đi mà nước ngoài rằng mình chuẩn bị mình học tiếng Anh đâu, mình biết ở quê mà đi làm ruộng với mẹ luôn. Đó mình đi học mình đấu gành đâu, mình chỉ biết tiếng Anh đủ để đằng mình qua mình sống rồi mình đi học thêm, rồi mình học mình phấn đấu từ 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 thôi. Các bạn mới gặp cảnh sát đó, mình không có biết hiểu gì nhiều á, rồi đâu có ai hướng dẫn chỉ dẫn nói chuyện cảnh sát. Dạ dạ, cảnh sát nói dạ yeah, what. Các bạn biết nó tròn mắt mình, cái mình hỏi người ta nói sao, cảnh sát nó bực mình nói dạ dạ chứ mặt tò cũng vậy, nói chuyện mà dạ yeah, dạ yeah, hỏi dạ yeah, what, nó nạt vô mặt liền. Cái chữ ye yeah, ye yeah, giống như là nói kiểu giống như hống hách, cái kiểu giống như là ừ còn Mỹ hả, yes or no. Các bạn biết còn ra ngoài tòa mà gặp tòa hả, yes honor. Giờ còn gặp cảnh sát là yes sir, yes sir. Các bạn biết nói chuyện với cảnh sát ye yeah, ye yeah, nói ye yeah, what, rồi nó mặt nó. Còn mà gặp nó yes sir là nó nai, nó cười, nó biết mình là người lịch sự, là mình là người văn minh, mình là người biết hiểu biết. Còn nó gặp nó yeah yeah các bạn đi làm hãng xưởng với Mỹ cũng vậy đó, mà nói chuyện kiểu đó là nó ghét nó, chứ sao nó cũng đuổi việc rồi, nói thằng này hóng hách mất dạy. Mà giờ người ta đi làm người ta hiểu, người ta biết. Hồi đó tôi làm cho gì cho Mỹ, Mỹ nó thương lắm, nó dạy, nó chỉ từ cách ăn nói, từ cách mình giao tiếp. Mỹ á, nó chỉ dạy, nó thấy mình cô đơn độc mã mà nó hỏi sao mày qua đây được, thì mình kể cho nó nghe cái cuộc đời của mình, nó sóng gió, nó ngồi nó khóc luôn mà nó nói holy cow. Nó nói tao ở đây mà hồi nào giờ tao được sống ở trong một cái đất nước như vậy, tao không có thấy những cái chuyện như mày kể, mày nó gian chân chứ không phải giỡn đâu anh chị em các bạn. Tôi kể cho ông Mỹ nó nghe mà nó ngồi mà nó rớt nước mắt luôn. Cuộc đời mà cái lũ bao que xỏ lá ô hợp, nó mất dạy và nó khốn nạn. Hồi đó anh tí nữa là tôi bắn một cái thằng bao que nó chết rồi. Lúc đó tôi mà bắn nó chết chắc giờ tôi mới ra tù à. Tôi hận nó, các bạn biết tôi móc cái súng rồi bóp còn cái sao nó không nổ. Mẹ kiếp nữa. Hồi đó nhận cũng nóng tánh lắm, mình mới vừa hận mà vừa tức cái cuộc đời á, mình vừa tức mấy cái con người Việt Nam mà cái tách đám mà khốn nạn của tổ chế độ cũ. Để bóp còi sao nó không nổ. Giật lại được. Nói chung cuộc sống mà. Bởi vì sóng gió giờ đối với lợi minh lên trên mạng này, như thành phần này thằng kia hù dọa, đéo có sợ. Tự nhiên mình không sợ. Nhiều thằng ở trong cái inbox của mình nó chửi, nó dọa đủ kiểu đủ cách đó. Nhiều lúc nó gọi, nó để, nó làm nhiều cái, mình chỉ ngồi mình cười thôi, mắc cười thì thôi. Bây giờ lại có mấy cái đám ở trong nước nó dọa mình nữa chứ. Mấy cái đám trong nước nó dọa mình nữa, mình nói nó cười thôi. Như lúc mình ngồi mình biết mẹ kiếp, mấy thằng bao quen nó dọa tao đâu còn chưa sợ tụi bay. Mình lì lắm anh chị em các bạn,
Chứ nói hồi đó mình về mình sống á, có cái cô bạn này cổ cũng làm bên ngành công an, cổ thấy mình tại cổ làm giấy tờ cho mình á, cổ thấy mình cũng chơi, nhiều khi mình đi mình muốn đi mình đi, muốn làm mình cứ như bình thường mọi người vậy đó. Cổ dặn anh đi xe đó anh làm ơn anh cẩn thận, anh ngó trước anh ngó sau. Không thôi á, anh biết cái xã hội này nó cũng phức tạp. Nói thấy đâu có gì đâu, các bạn biết xe Honda đó mà mình đi từ ở Mỹ Tho mà mình lái 7 tiếng đồng hồ đi Bảo Lộc á, đi một mình vậy đó, lái gì đó thích lái gì á, mình để mình biết, mình đi vậy mình mới hiểu, mình mới biết được cái cuộc sống, cái xã hội, cái đất nước của mình như thế nào và con người Việt Nam nha. Có lần đi á, hồi đó mình mới về mình đi mình quên, mình không có quen á, rồi cái mình không có đeo khẩu trang, không có đeo bao tay, rồi cái trời nắng mình đi không có mặc áo dài tay á, Bao Lộc thì nó lạnh, đi về thì nó nóng, vậy này nó nóng lột da, nó lột da từ mặt tới tay, nó lột cái ghê luôn. Mà bây giờ quen khí hậu Việt Nam rồi, bây giờ hết lột rồi. Có lúc về nắng nó ăn á, rồi mình làm vườn, làm vườn làm ruộng á, phèn nó đóng đen lên luôn. Nhảy xuống mương xuống ao cũng làm, cũng đi bắt cua bắt ốc rồi vui lắm. Phải về Việt Nam thấy cuộc sống đã thích, ở đâu cũng bằng Việt Nam. Tôi nói chị các bạn ở Việt Nam giờ các bạn, bây giờ các bạn là quá sướng rồi, còn có internet. Vì hồi cái thời của tôi sắm được một chiếc xe đạp thôi mừng chết mẹ luôn, mừng ơi là mừng luôn. Có được chiếc xe đạp đi học về ngồi tối ngày chùi rửa sạch sẽ bấm lại xe đạp. Bây giờ các bạn có đủ thứ hết, phone, internet, tivi, hồi xưa chỉ trắng đen thôi, có được cái tivi trắng đen thôi mừng chết mà. Cô có phim hoạt hình là ngồi nó coi mê. Còn bây giờ lên mạng đủ thứ hết, mà còn kêu riêu, còn phá hoại tổ quốc đất nước nữa thì thôi bó tay. Thôi thì lại mình chia sẻ vậy thôi, mỗi ngày một câu chuyện, nói giết là nó ghiền nha. Tự nhiên mỗi ngày mà mình đi ra mà mình lên xe mà không có trò chuyện cái tự nhiên nó thấy nó thiếu gì á, thấy nó thiếu cái gì sao á, nó ngộ ghê, bị ghiền hay gì ta, ghiền phấy, không phải ghiền nữa. Mình chơi mạng từ nào giờ mà tham gia mạng, cộng đồng mạng cũng gần 20 năm rồi. Từ hồi mà có Yahoo, từ hồi mà xài mà gọi là modem dial-up đồ. Các bạn biết ngày xưa Yahoo cũng vui lắm. Yahoo Messenger lên đó cũng chích chát đồ, gọi pho nhau. Tụ chống cộng mấy thằng đó nó mất dạy lắm, mấy thằng ba que chống cộng bên Mỹ. Hãy nó thấy chỗ nào mà có cộng đồng mạng là bắt đầu nó nhảy vô, nó tuyên truyền, nó xuyên tạc. Nghe nó nói chuyện hồi là muốn nổi nóng da người, nổi nóng người lên rồi. Tại vì nó nói không có đúng sự thật. Nó nói nó rất là xạo trá. Là nói, nó nghe nó nói hồi là muốn cốc đầu nữa. Mấy cái đám khốn nạn, tụi nó không nhận khốn nạn thiệt chứ. Nó rất là khốn nạn. Thôi thì Lợi Minh chia sẻ với anh chị em các bạn vậy, chuyện đó đây, hạ tầng cơ sở. Các bạn thấy không, đường, mấy con đường này nó bị hư rồi mà chính phủ nó chưa có đủ tiền để nó sửa, nó làm lại, nó chỉ sửa thôi, nó giá thôi. Cái này là nó vá từ trong kia nó vá ra đó. Xe nó chạy nhiều quá đi, các bạn thấy không? Nó vá cho đến khi nào mà nó nứt lại nữa rồi nó mới sửa, nó mới làm lại. Các bạn thấy không, đường xá, xe nó chạy nhiều quá, con người làm sao mà chống chọi được với thiên nhiên được. Thiên nhiên, ông trời, ông thượng đế tạo dựng mọi thứ lên như vậy rồi, mình chống chọi, mình chỉ làm sao cho nó phù hợp với mình thôi, và mình phải tu sửa. Đời sống mà, chứ ngồi đó mà cứ chờ ông chính phủ mới làm kia, mấy cái thứ đó không bao giờ khá nổi. Các bạn để ý đi, những cái người mà sống cái ngồi đó chờ chính phủ hay là chờ ai đó rớt ra để đằng lụm, mấy người đó không bao giờ mà khá nổi, họ không bao giờ thành đạt trong cuộc sống của họ cứ bấp bênh
tại vì họ không có trả giá được cái đồng, cái sức lao động của họ, mồ hôi nước mắt của họ, họ không có phải trả cái giá, các bạn biết không? Họ cứ làm cái ngồi đó địa coi ai rớt cái chỗ nào lụm, hay là chính phủ có cái nào ngon ngon á hốt một cái chạy. Mấy người đó không bao giờ khác, năm chìm bảy nổi, có được chút xíu là bắt đầu là trưởng giả học làm sang rồi. Tại vì họ sống họ không có cái lập trường, họ không, họ cái quan điểm của họ cứ làm sao có của người khác cứ ăn đã, ăn cho đã đã. Họ không có biết quý cái sức lao động, mồ hôi nước mắt của người khác, mà ngay cả chính bản thân của họ nữa. Bởi vì nói chung là mồ hôi nước mắt của họ đâu có làm ra đâu. Con ngồi đó trông chờ chính phủ, trông chờ người khác, trông chờ ai đó làm cái gì cho mình ăn không à. Còn kiếm cách để đặng đi mà gài bẫy người này người nọ vậy thôi. Ok. Chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.